Ok, chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh Ký Kỳ Cục của mình nha. Mọi người có ai từng nghe qua cái lời khuyên là hãy yêu một người mang lại cho mình những nụ cười thôi không? Trước khi đi tiếp với video của mình thì sẽ là không liên quan nhưng mà cũng rất là liên quan luôn. Đó là nếu mà các bạn cảm thấy thích video của mình á thì đừng quên hãy like, share và nhất là đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái này thì mình không có ép được. Mình chỉ nhắc sự trường hợp mọi người quên thôi đó. Tôi cũng nghe người ta khuyên vậy đó. Nhưng mọi người biết làm sao không? Nó mang tính là lời khuyên rồi á, thì tôi có cảm giác là mọi người thường sẽ không sẵn sàng, không có xu hướng làm theo như vậy, nên người ta mới ra sức khuyên ngăn. Và ta sẵn sàng cười với tất cả mọi người mà chúng ta gặp, nhưng ta chỉ để dành nước mắt cho những người mà ta thật sự yêu thương mà thôi. Và mọi người nghĩ sao về hình tượng người con trai khóc? Từ bé rồi, những cậu con trai được giáo huấn rằng con là con trai, con phải mạnh mẽ, con không có được khóc. Cái rồi lớn lên, dù là vô tình hay là cố ý, những cái lời nói đó ăn sâu vào tiềm thức của mỗi cậu con trai. Thế khi lớn lên rồi á, đủ nhận thức rồi thì nên bổ sung thêm vế sau. Một vế mà hầu như không ai gửi gắm đối với những cậu con trai, đó là con cũng có quyền mềm yếu, cũng có thể khóc khi bị tổn thương. Thật, ai lại muốn mình là người con trai yếu đuối, mất ước chứ phải không? Ta thường đắng đồng nước mắt với sự yếu đuối. Nhưng không phải vì vậy mà mặc định con trai phải luôn mạnh mẽ, sẽ không có quyền khóc. Ai dám đứng trước mặt tôi mà nói con trai thì không có được quyền khóc không? Ừ thì tôi cũng không có làm gì mấy bạn mà nói con như vậy đâu. Tôi không phải là kiểu người bạo lực như vậy. Mọi người coi clip tôi thì cũng hiểu mà. Nhưng mà nếu trong đời á, bạn gặp một con trai chỉ tới trước mặt bạn bật khóc thì bạn cũng đừng khinh rẻ anh ta nha. Một người con trai nói với bạn anh ta đang bị tổn thương, bạn đừng nói anh ta yếu đuối nha. Bạn có hiểu là con trai cũng có thể bị tổn thương, không phải ai người con trai cũng phơi bày bộ mặt yếu đuối của mình ra đâu. Đối với những người đặc biệt, những người mà anh ta tin tưởng và muốn dựa vào thì anh ta mới buông bỏ hình tượng thường ngày mà anh ta xây dựng, chạy tới ù khóc như một đứa trẻ trước mặt bạn mà thôi. Và theo Ký Kỳ Cục tôi á, thì cái mạnh mẽ không phải là che giấu cảm xúc của mình. Cái mạnh mẽ chính là bộc bạch nhưng kiểm soát. Mong rằng bạn đủ kiên nhẫn, đủ thấu hiểu nha. Và lâu rồi tôi có đọc một đoạn văn trên mạng rất là hay, để tôi đọc cho các bạn cùng nghe nha. Có người đứt tay cũng muốn cho cả thế giới biết, có người ôm bão tố vào lòng cũng chẳng muốn ai hay. Chúng ta thường cười loại thứ nhất là trẻ con thích làm nũng, nhưng thật ra trong thâm tâm lại ngưỡng mộ họ vô cùng, bởi vì họ biết yêu thương chính bản thân mình. Họ có thể vô tư phơi bày hết những đau đớn, những tổn thương của mình để rồi nhận về sự phủ về trân trọng của người khác. Còn chúng ta là loại người thứ hai, hay được khen là hiểu chuyện, là trưởng thành ấy. Lúc đau đớn nhất là chẳng biết làm sao để tự an ủi mình, cứ khóc đến mệt nhoài, cứ đau đến kiệt quệ, nhưng tất cả cũng chỉ biết khóc, biết đau trong bóng tối, không dám để ai biết, chẳng dám để ai hay. Rồi cứ thế, người ta cứ tưởng mình mạnh mẽ, tưởng mình vô cảm với nỗi buồn. Rồi cứ như thế, người ta cứ vô tư, thản nhiên cứa thêm vào lòng mình những nhát dao sâu hắm. Đừng nghĩ người trưởng thành rồi sẽ mạnh mẽ, vì con người dù có lạc quan đến đâu cũng có lúc rơi lệ. Nội tâm dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc cảm thấy trống rỗng. Nếu xung quanh có một chàng trai như vậy, mong rằng bạn đủ kiên nhẫn, đủ thấu hiểu nha. Ok, video tâm trạng của mình hôm nay tới đây là đủ rồi. Mong là các bạn sẽ thích video này và cùng đón chờ những video khác của mình nha. Nếu thích thì hãy share những chiếc video này để mình có cơ hội tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IG của mình là Kansiki. Bạn có thể để lại tin nhắn hoặc là comment trực tiếp phía bên dưới về chủ đề mà bạn muốn mình làm, hay là cảm nhận của các bạn sau khi xem hết clip của mình. Mình sẽ note lại. Mình rất rất là trân trọng luôn. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần. Cảm ơn vì đã xem hết clip của mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.